Hiện nay thì nước mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Độ mặn đang ở mức nguy hiểm với cây trồng, cây ăn quả trên địa bàn, nên địa phương đang đóng tất cả các cống ngăn mặn, giảm thiểu thiệt hại, đồng thời khuyến cáo bà con tích trữ nước ngọt để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, độ mặn đo được tại kênh Xẻo Sâu thời điểm hiện tại là 2,5 phần nghìn. Trong khi đó, tại các kênh rạch nội đồng, tại các ấp xã Lương Phú, độ mặn cũng xấp xỉ 2 phần nghìn, nên rất nguy hiểm nếu bà con tưới cho vườn cây ăn trái. Tại các khu vực khác của huyện Rồng Trôm, mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng với độ mặn tăng từ 1,5 đến 1,8 phần nghìn, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng trồng cây ăn trái như bưởi, cam chanh tại địa phương. Hiện chính quyền địa phương đã cử các đoàn công tác đi thăm các cánh đồng lúa cũng như vườn cây ăn trái để hướng dẫn người dân các giải pháp chủ động ứng phó hạn mặn. Với cây trồng thì tưới, ủ gốc, đắp các đê bao cục bộ và tiết kiệm nước phục vụ cho công tác ứng phó hạn mặn.